Tính tiền cho đồng chí Long hộ em. Đúng rồi, tất cả là đồng chí Mũi trưởng. Ủa rồi, mình sẽ được chọn để ăn những cái gì nhở? Đồ găng mẩn. Lấy nguyên cả cái canteen này được không? Vâng. Em về hết được. Cô ơi, con thấy có rất nhiều đồ niêu xoang chảo ở trong kia thì không biết bên mình bán những cái gì vậy ạ? À, bán cơm à? Thằng con một ly mì gói. Lúc trưa này là đã một cái quần lâu. Chào. Chào. Cho con một dây đậu phộng nha. Gọi hết đi ở chỗ này đi. Đấy. Xong rồi để ở chỗ Long trả tiền. Xong rồi để ở chỗ Long trả tiền. Em muốn xem heo. Em ngay từ đó em đã bảo em muốn em thua để em xem heo mà cuối cùng là thắng đó. Mời đội 2. Rồi quyết tâm. Rồi. Quyết tâm nhận được chọn cho heo nào. Quyết tâm nhận được chọn cho heo nào. Chọn cho heo nào. Ôi trời ơi, cái gì đấy? À không nhận cho heo nào. Xin lỗi. Đồng chí em không cùng quan điểm với cả đội ạ. Tại vì là các bà thôi, các bà không thích tâm heo nên tôi không thể nào vì lợi ích riêng của bản thân mình mà bắt cả đồng đội mình dạo chuồng được. Vui luôn rồi. Không phải chị ạ, phải cái buổi đi ăn canteen thì cũng vui nhưng mà tại vì Vân ngay từ đầu Vân đã bảo là Vân rất là thích heo. Trồng rau, nuôi cá, nuôi heo, nuôi chó, nuôi gà, nuôi này kia Vân mê lắm. Mà còn bạn là sau này nếu mà không lấy chồng, em mà không cần lấy chồng, Vân sẽ lên đồi làm một căn nhà gỗ nhỏ, xong rồi sống cùng với đàn gà con, cùng chuồng heo, rồi còn mấy con chó gì trên nọ. Cho nên là Vân mê mà cái cuộc sống thanh bình yên bình, nó Vân mê động vật gia súc, cái Vân mê lắm. Mệt quá, đuổi qua vô đây đi học mấy ngày biết thấy. Ủa Hậu này rồi thứ mấy Hậu? Này này là 7. Em muốn đi hết bước đi của heo. Nhạc lên là em dậy. Em hút phân bốt phân của heo. Mới hôm qua còn đang lên mặt mà bây giờ nồng nặc mùi heo. Trình độ leo trèo của em nó lên tới thượng thừa rồi. Nào. Ôi nó sợ em, nó sợ em. Em không phải xinh quá. Nào. Tức ra. Tao không bắt được mày, tao làm xong rồi. Đây. Thôi thương. Ôi con này xinh quá vậy hả? Mời cả nhà ăn cơm. Để mà Vân có lon nước ngọt để bên cạnh luôn. Nước ngọt, nước có ga. Cơm khô. Ăn đi đừng than thở, mình không có sự lựa chọn nào khác. Ok. Dạ. Cái cơm này thì cũng bình thường, không khô lắm. Hôm nay cũng như này. Và anh thích ăn mấy cái cơm kiểu khô như này. Cơm khô ngon mà. Cơm này mà rang xuất sắc luôn. Mọi người trước khi vào là mọi người hay bảo em là cơm khô lắm, khô kiểu khô kinh khủng thành từng cục này, nhưng mà em thấy hôm nay ăn nó cũng không đến mức như vậy. Thấy cơm hợp khẩu vị với em.
ngon. Mọi người có thể xem video em ăn rất ngon miệng. Em nhai này, em có nói chuyện đâu. Chị cả. Chị cả. Lại lên. Nó hơi cố gắng ăn thịt. Mà mắt mà phải nhìn răng. Kéo. Để kéo. Em nhai được á. Ăn đi. Anh ơi cho em mượn cái kéo luôn à. Tao mới là gánh nặng của đội mày. Bắt đầu rồi. Vậy cắt cái nào cho ăn nhá. Nhìn đúng kiểu mẹ mẹ thư chăm con gái Vân rồi. Họ là cả thế giới của nhau, của chúng ta ở bên ngoài thế giới đó luôn trời. Yêu nhau rồi. Nặng. Đang quá trong quá trình tìm hiểu. Ở trước cái ngày mà nhập ngũ ấy thì anh quản lý của chị Nam Thư nhắn tin cho em, gửi gắm chị Thư cho em nhé, nhớ chăm sóc bà ấy nhé. Vào đây để em thấy từ đầu tới đuôi toàn chị Thư lo cho em. Tại vì anh cũng không bán nhiều á. Xong cái này mình mang xuống phòng mình đúng không? Để vào trong ba lô. À. Bên tai con. Ok, cảm ơn nha. À, để em có nước. Lấy canh nhanh không mọi người, đổ hết đồ vào giờ ấy. Đã ăn mà đã phải nín thở. Chị dọn đồ vào nha. Vâng. Chúc tất cả vào. Phí quá. Anh ấy cần đang ngóng mà cho lợn. Anh ấy cần đang ngóng mà cho lợn. Phải ăn liền. Phí ăn đi. Không, người ta chỉ cho heo quá. Đúng rồi. Heo là lợn mà chị. Ờ vậy hả? Dạ, con lên cho lên chị. Ơ, còn con mà. Con cũng đi luôn. Ủa, thế đi làm sao mà bên một mình được đấy trời. Ơi. Kiểu mọi người cứ bị nhanh nhanh. Ê à. Rửa bát ra nha, tao chạy xuống ra bên cái này. Bát rửa ngoài, rửa bát ở ngoài. Bát ơi. Ngoài kia. Đồng chí Kỳ Duyên đứng vào đội hình hàng dọc. Lẹ, nhanh. Trời ơi, sao mà ăn cũng lâu lắm, cũng lâu gì Vân. Đứa đã đủ chưa? Chưa. Trời ơi, nhanh lên. Thôi quá, đồng chí đội tập trung rồi kìa, chứ không có gì hạt bây giờ. Thôi, lên. Gáy hơi nhiều. Mắc cười khi mà nghe nó. Bên kia cộng 30 giây mà đội em vẫn thua lại. Chị đã nói ngay từ đầu rồi, em tốt thôi. Mà tụi em không nghe. Bây giờ thấy chưa? Vâng. Chúng tôi có ý kiến ạ. Mời đồng chí Kỳ Duyên. Dạ vâng. Chúng tôi có thể mời tổ 1 đi ăn canteen cùng được không ạ? Không ăn. Ai cần chắc cần. Nhục. Mình cần mời ạ. Đồng chí ạ. Em phải mua đồ ăn ra ngoài chuồng heo vừa xem vừa ăn được không? Nani? Vừa xem vừa ăn được không ạ? Vừa xem vừa ăn. Vừa con heo vừa ăn đấy hả? Xem cắm heo. 1 triệu like. Sao lại có người sở thích kỳ lạ vậy? Này, mình làm gì cũng phải có cái đâu nhá, sang đây đứng đi. Về đội bình tĩnh lại đi. Đồng chí Khánh Vân. Khánh Vân cho tôi biết đó là nguyện vọng của riêng đồng chí hay cả đội đồng chí. Cả đội à. À không nhìn thấy đồng chí Vân đây à? Không à? Như nào? Hả? Không, chúng tôi không muốn vừa giặt phân và vừa ăn ạ. Ủa, để em xin thử ra coi của em sai gì vậy ta? Đồng chí.